Hello, xin chào mừng các bạn đến kênh Ngọc Quốc Vlog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin thành cảm ơn các bạn đã dành cho ít thời gian clip và xem video của mình. Thì chia sẻ các bạn hôm nay là thứ năm, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 các bạn. Thì hồi sáng giờ mình đi giao bò lên Gia Lai đó các bạn. Thì mình về tới Hà Tam. Đó, thì cũng có một ông chú, ông kia ông bán mình một bộ mè con. Nhưng mà bộ mè con này độc quá các bạn. Thì mình không có tiền, ý là mình không mua được là tại vì mình mua thí dụ về giá cao quá mình bán không được thì mình không mua, cho nên bò này thì bò nên đó, thì mình sang qua sấy lại thì chỉ biết có một con nghe cái duy nhất thôi các bạn, nghe cái là con của nó đó. Thì các bạn biết cái dòng manh Mỹ ở mình rồi, dòng manh Mỹ tại Hà Tam đưa ra rồi, thì bò phải có đóng số trên lưng với đóng số dưới cái mông. Thì con này là mã số của nó là VU4, đó là ký hiệu của bò trại đó các bạn. Mà con bà mẹ này thì còn tơ, để con thứ hai, con nghé là con thứ hai. Thì chú ông kêu vào ông bán bộ mẹ con đó, nhưng mà mình thì chú trả chú đôi là 80 triệu đó, nhưng mà mình bắt không tới thì mình chỉ bắt được con nghé đó. Thì con nghé bắt tại nhà vườn là 23 triệu, bán các bạn 23 triệu 500. Giờ mình làm chi tiết con nghé này cho các bạn tham khảo giá đó, ai có nhu cầu mua nuôi thì liên hệ với mình. Bò này là gọi là bò độc nha các bạn, chứ không phải gọi là bò thường đó. Cái đầu vào nội dung chính với mình, bò của chú à, ui còn gưa thiệt, bò là đúng bò độc mà chứ mập tét đít đấy, ui gưa đây là chim đấy, mẹ con này dạ mẹ đây là nhỏ nhất bài. Còn tôm ăn hết rồi. Đây hầu con gì nhảy vậy chú? À, con nghe đó bị sưng sưng rúng sao chú? Lên này. Cái. Lên mua cái là cọp tao bán ra đâu. Bò đập. Ui, mẹ gớ thiệt. Đang đâu lắm, mấy được tháng rồi. Chúa vô hoàng của mẹ chúa đã. Mắt chúa. Nếu mà phôi là này cậu. Ui dồi, phôi cỡ đây này lúa không. Rồi, đá đít đã này. Ui, đít như bờ bờ hay rồi. Thấy đít đá không quắc, thấy chưa? Đít nhìn mơ quá. Đó, mẹ con. Núp. Đây, nghe lên nữa đây. Con kia cũng nhảy một cha mà điếng như cái đó. một cha luôn anh. Mẹ nó thương quá mà, rau bánh bọc. Mẹ này kia đọc không? Mẹ coi. Đã, mẹ ơi. Tôm mà tốt không? Rồi, bò là với nhà, rồi tắt bò lên xe. Đây, mẹ nó đây các bạn. Mẹ này là mẹ man. Man trong trại hồi xưa các bạn, man trong số đít đây. Mong trên lưng bên kia, chúc mừng hoàng hoàng xem mình xem. Đó, mẹ này còn tơ, để con thứ hai. Đó, tông tạng thì cao to, chân cánh thì độc. Để nghe thì nghe live stream. Con đỏ cháy mèo chân cánh như mẹ, dầu yếm liền nhau như mẹ luôn. Bánh sữa canh hơn mẹ, bánh sữa tốt hơn mẹ. Nó con nhỏ nhưng mà bánh sữa tốt hơn. Đó, con mẹ, từ từ anh còn ham còn nữa. Đó, các bạn nhìn trên lưng đó các bạn, thấy số 4 các bạn. Đó, nhìn như cái mông rồi đó, VU4 đó, xe mông đó. Đó. Con này là ký hiệu số 4 VU4. Đó, con nghe con ở đây các bạn. Thì con nghe này mình mua tại chủ nhà 23 triệu, mình bán các bạn 23 triệu 500. Đó. Nghe sim, dây đê đúc, cái đít như cái ba bơ. Đít như ba bơ đó, bánh sữa leo theo. Đầu dám kéo. Đó. Con này là mình nói về bò gọi là đỡ bò độc nha các bạn, chứ không phải là gọi là bò thường thường. Đó. Bò thường nuôi sinh sản là bình thường, nhưng mà bò này gọi là bò độc. Đó. Dây đê đúc. Nghé này thì theo chú chia sẻ là được 7 tháng mấy 8 tháng rồi. Đó, cao dài. Cao con này vào rơi vào khoảng 1m2. Đó, cái đít như bơ bơ. Đây, cấu đuôi to. Chân chậu hở. Đó, chân càng to, độc giống mẹ ơi xì. Dầu liền yếm. Đó, con này là không có chơi điểm nào nữa rồi các bạn. Xây tích nghiêm lửa đen. Đó, cái con này mà mình chờ tới các bạn cứ chơi điểm nào là mình nhận bò về. Đó, con này rất tốt. Con này nuôi nái, đỡ dành nuôi nái là giống là đúng bài này các bạn. Nó giống đó.
của mẹ con, chú đôi 80 triệu thì mình mua không tới. Đó, mình muốn tách nghĩa là bé không. Tại vì mua mẹ nàng tiền quá các bạn. Mẹ quá cao tiền. Mẹ to tặng độc đẹp á chứ mà cao tiền quá. Rồi, ngày nay ông anh có ông anh ông kia ông bán mình còn nghe cái cọp này các bạn. Cọp này thì cọp phối. Đó. Thì con này anh đòi với giá là 20 triệu. Mà mình trả chưa tới, mình chưa bắt được. Đang cột với đồng này các bạn. Ở quê đem keo đây. Mình theo mình qua cho các bạn xem. Đó, nghĩa đực bb. Bò tốt, bò dày bò. Rồi, thì giờ mình đã tới 139 Hàng Thuyên, Dương Hồ. 141 là tao xíu nữa. Thả dây con này đi theo, thả dây. Đó, đi hồi sáng hồi 8 giờ, giờ lên tới đây mấy giờ 10 giờ rồi. Giờ sáng giờ đi coi bò dưới, bắt bò dưới. Dạ. Đó, vào. Đi vô. Vô đi. Vô. Vô, từ, dắt con kia ra trước, dắt con kia ra. Rồi, đó, thì vào chuồng. Thì mới tới nhà. Đã xuống ăn rồi. Sáng giờ đói chưa ăn gì hết. Đây con. Đấy. Tới Gia Lai rồi đây. Mình hiện tại đang đứng Gia Lai đây. Đây thì nhà chú có nuôi một nghe cái tơ. Đồng đàn cũng ok đấy. Đọc xương. Dài rồi, đỏ đẹp. Cái lăng o. Rồi. Biết ba con đấy. Rồi, đó thì sáng giờ mình chỉ có đi giao bò về giao lai. Đó, rồi bây giờ mình về, mình chở con nghé về đến nhà mình. Đó, thì ngày nay chỉ được một con nghé thôi các bạn, chứ không có bắt được gì hết. Với lại trời chuẩn bị bão vô. Mình cũng tranh thủ mình làm cái video với lại mình bán qua cho nhanh. Đó, để về mua mì tôm như gạo để dành ăn qua mùa bão này các bạn, chứ không có là đói chết. Thôi nói chung mình cũng nói giỡn thì cũng chúc các bạn một buổi tối thật nhiều sức khỏe, niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Rồi, bye các bạn. Mai thì nếu mà không bão thì mình mua bán lại thì có bo gì mình làm video. Mà nếu mà bài mai mà trời bão vào thì chắc mình mai mình nghỉ. Đó, rồi cứ trước mắt là cứ giờ cứ làm video này đi. Rồi mai có video có nữa hay không là tùy theo ông trời. Đó. Rồi, thôi nha các bạn. Bye các bạn.